ký gửi, với tấm lòng ký gửi của nhà trai với cái quả đầu tiên là mặt trận đầu cao hai cháu lưu ý. Cái tiếp theo nữa là cái hết sức quan trọng của đó là cái sự gắn kết sâu với gà. Sâu gà là sự gắn kết hai cháu mãi mãi bên nhau, nó già sẽ trong cuộc sống đời thường nó có những cái khó khăn thì hai cháu cố gắng phương trải để vượt qua những khó khăn. Với cái câu mà tục ngữ của ông bà để lại là đồng vợ đồng chồng ác nghĩa đồng cũng cạn, thì hai cháu nhớ cái điều đó. Trái cây thì nói lên một cái sự ngọt ngào tinh túy của đất trời với bàn tay con người tạo nên được sản vật lâm sản hết sức là quan trọng, thì hai cháu cũng nhìn nhận rằng những cái thử thách trong cuộc sống đời thường. Còn cái bánh tân hôn, cái bánh màu trắng, cái chữ thì màu hồng, đó, hoa thì màu hồng, nó nói lên sự trong trắng, cái tình yêu đến với nhau bằng tấm lòng, bằng sự thủy chung và sự tôn trọng nhau trong cuộc sống và chia ngọt sẻ bùi với nhau trong cuộc đời. Và nhà trai cũng đã đến giới trà rượu là luôn luôn những cái tổ tiên ông bà của họ người gái là những người sinh thành ra chúng ta, những người dưỡng dục chúng ta lên người, và hôm nay chúng ta được hạnh phúc này chính là chúng ta thực hiện lời dạy của người xưa là ăn trái nhớ người trồng trái. Thì đó là những ý nghĩa rất quan trọng mà hai cháu lưu ý trong ngày trọng đại này, để rồi hai cháu bên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tiến đến tương lai hạnh phúc. Và một điều mong muốn của hai họ là hai cháu được hạnh phúc bên giờ. Giờ đây thì hai cháu dỡ mâm trầu và lấy những món vật quý bên lễ quý vật quý này sẽ cúng lên cho tổ tiên ông bà. Đèn là lên đây con không. Ngày 9 tháng 3 năm 2014 nhằm ngày chứng kiến và mong ông bà phù hộ cho hai cháu được như là hạnh phúc gắn bó với nhau trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Kính thưa hai họ, kính thưa ông đại diện của nhà trai, hôm nay họ nhà gái chúng tôi bắt đầu lễ gia tiên bằng hai nén nhang, hai cháu dâng lòng và vòng quanh dâng lên cho ông bà tổ tiên. Cũng nhân ngày trọng đại này thì họ nhà gái chúng tôi cũng có những cái món quà kỷ niệm và cũng là những cái động lực ban đầu đó, để cho hai cháu có một cơ hội, có một cơ sở để phát triển trong tương lai. Tuy rằng những món quà đó ít so với cả một đời người, nhưng mà nó nói lên cái động lực ban đầu, là sự động viên và sự luôn luôn là bên các cháu để động viên các cháu, để giúp đỡ các cháu chinh phục tương lai, sống hạnh phúc của nhau. Xin mong anh chị nguyện để tiến hành cái bước gia đình mình. Đầu tiên là ba mẹ sẽ tặng nhẫn cho con, nhẫn ở đây nó sẽ tiên nhẫn, nhẫn nhục với nhau để mà sống, và tặng nhẫn này nó cũng gắn kết hai con đến trọn đời. Báo cáo anh và họ nhà trai thì gia đình chị bà chị Mỹ cũng quý hiện diện trong nhà vui vui chào mừng ngày con chào mừng quà. Tôi với ba của cháu là bạn chiến đấu rồi, lần đầu nó chiến trường biên giới Campuchia. Đây là em gái ba và là thứ tư. Đây là con gái thứ tư. Nhớ công.
lỡ nó muốn lấy là cái phải nhau tư cười lên đây rồi bắt hai bên hai gửi cho giờ tới em à, em của anh ra rồi tư một tiếng vỗ tay không thể nào phát ra từ một lòng bàn tay. Còn ai nữa không? Không, nếu mà tán bụng thì lát bỏ vào kia cái thùng mà kia. Bây giờ là nè, bây giờ là thôi để bày tỏ lòng biết ơn hai họ nhà trai và nhà gái đến giờ đã chúc mừng rồi tặng quà cho hai cháu trong ngày trọng đại này. Hai cháu cũng chúc mừng có liên lụy quý trọng dâng lên cho ông bà hai họ, dâng lên cho ông để ông con qua luôn cái này xuống để lại quà. Em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn tôi ăn hả? Tôi vậy nghỉ uống rồi rồi đưa đây. Đây, tôi làm tiếp mấy đứa mèo. Đây. Núi Thái Sơn nghĩa mẹ như em của anh không? Này cũng ai? Uống phải uống hết, ba uống mà chưa cho ổng là không có đủ đấy. Tôi đang tháng 3 rồi đó nha. Tháng 3 đâu rồi. Thôi, hai cháu cắt bánh. Nhớ cùng người nuôi dưỡng đó mới là nhân nhân. Khi đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải yêu công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước nguồn chảy dài. Thôi vậy mình ra ngoài uống nước đi rồi lát nữa đi. Đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi.
chợ quê xưa, thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây
cười, chân hai cong nỉ, tay dù hồng, lâu thật lâu mới có được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu thon thon y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có đến